ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារីក៏ ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនិកជនចាយើងផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកឆ្នៃម៉ូដដល់ល្បីឈ្មោះគឺលោកកឹមសាមុនកឹមសាមុនគឺបានបង្ហើបពីការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងការប្រកួតប្រឡងបវរកញ្ញាកន្លងមកដូចជាកម្មវិធី ដោយអ្វីដែលទស្សនិកជនទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាមរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានគ្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ហើយឈុតទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមាននៅសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងជ្រើសរើសពីកម្មវិធីកំសាន្តតែងតែជួបសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងតារាទាំងនោះដើម្បីសាកសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលបានគ្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណបែបនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះហាក់ប្លែកបន្តិច ដែលកម្មវិធីកំសាន្តនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងសម័យវិញម្ដងនោះគឺលោកកឹមសាមុនដែលជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដបុរាណនិងសម័យបានថ្លែងមកកាន់ BTV ថារូបលោករៀនចេះជំនាញមួយនេះគឺដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់នឹងសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរជាពិសេសគឺរូបលោកចង់ចូលរួមលើកស្ទួយសម្លៀកបំពាក់ជាតិយើងផងដែរ បាទជំរាបសួរជាតំបងនឹងឯងជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទកឹមសមុនគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់នឹងខាងឆ្នៃម៉ូដទាំងបែបបុរាណក៏ដូចជាបែបសម័យកាលបច្ចុប្បន្នផងដែរនឹងឯងដែលមកពីខាងដំណាក់ពេជ្រសម័យហ្នឹងឯងបាទនិយាយទៅនិយាយរួមបញ្ហាអស់ហ្នឹងបើនិយាយអំពីមូលហេតុគឺវាមានមូលហេតុច្រើន ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការស្រឡាញ់ដោយសារអីវិស័យនេះបានន័យថាមូលហេតុហ្មងគឺទីមួយគឺយើងចង់លើកស្ទួយនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ជាតិរបស់យើងដោយសារអីអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមានច្រើនមែនទែនបងគឺច្រើនច្រើនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅគ្រាន់តែសឹងថាយើងបានន័យថាយកតែវប្បធម៌អស់នោះមកធ្វើវិញក៏ធ្វើមិនចង់អស់ផងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាពួកយើងព្យាយាមក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយទីពីរទៀតគឺការស្រឡាញ់ព
Bên chắc chú này thay còn lông mốc rụp lốc bán chân này một xâm lịch bóng bẹp bó ra đang xâm mây trị trán. Chắc đáy cao bị bệnh thamay thamay ní nơi khốn nông cao vị thị bà cụt Miss Grand. Có rụp lốc bán cho rùm bà cụt xâm lịch bóng bẹp đầm nàng khát trị trán chốt phong đài. Chỉ trong cơ hội, lúc có xong ông biểu bình yêu ai dù vị chân chùm nón cơ hội cho rùm lực sử dụng xâm lịch bóng bẹp bó ra khám mát đi phong đài. Bạn ở nhà rùm tới bán dưỡng bí xâm mặt tập hoa tăng bị đám chân nằm bí bọn mà phẩy là họ đã lời nâng dưỡng khơi nha. Tôi bây chỉ miên ở bà xã khắc thì tôi nên ngay có dưỡng miên ca nghe đại dưỡng phơ bà thay màu thì họ thêm đôi chì dạp bê môn cầm lòng này chân nằm ở nơi đôi chì khai bồn nên ngay khai cả nhà nâng nhóm bạn đã
pi hai cái đôi chìa cà bạc cuột nơi không cam vị thi ở Miss Grand Cambodia nữa đại nhóm bạn đã cái đôi chìa chốt đầm nàng khai đầm nàng chiết bao dương nơi không cam bạc cuột nâng đôi phụ bông ở bộ bàn khơi sạp bay nâng ngay hai cái đôi chìa cam chai màu sầm điểm pet chun một đeo tam cam vị thi even cái đôi chìa tàng bạc chốt bồ ran cái đôi chìa chốt sầm mai hai chìa sai tiết ở không giả pet thay ní có phụ dương miền cà phê sầm mẹ bắt chập trong chân nam nâng ngay nâng ngay tàng chốt bồ ran tới can nhiều để quạt bàn cầm món cái đôi chìa cam vị thi không cam sắp sai phải tập hợp xem xem phần đại bà hay sẹp cá đam chân nam vĩnh có dưỡng miên nội tiêu tham đôi chìa ca chân này chỉ chốt bài đầm nàng chiên ao từ hàng contestant để quạt bàn tập cuộc được bỏ tay phần đại sẹp nơi không chân nam đi phong đá vậy để nhôm sẽ bài chất cái đôi chìa ca tập tua gió cứ ca miền ca bạc cụt nơi khôn ông ở cam vị thi Miss Grand nông phong đài để xã ấy bên nông cư nhóm bán phơi trà là họ đó pram và mùi chốt xa mẹp luôn ai chẳng vì chìa lẹ cả nạ thạm chì ca lòng bạ bàn tay vì chìa ở xa mặt tập hoàn mối để dương xa lành để xa bên nông cư nhóm miền ở ai dễ bà thạ phè nữa nè nâng ngày miền hẹn trăm tam đa nơi ở tàng kẹ này bản đài dân công bà dương cái đôi chìa ở bò miền to luôn để xa ấy ở nhóm xa lành kháng nâng hai phụ dương chì dương phở bên chẳng cư phụ quạt đại quạt xa lành khỏi khỏi tiết cứ quạt thì tới cứ sờ lạnh hay quạt chi diêm tam đan cái đôi chỉ trăng đang pom biển đồng pi vị say chân này một nâng phong đài ở vậy để nhóm bạn nâng trăng dậy phong đài để sai tam bất nhóm mềm chi nẹ chầm nón môn ấy tê sờ tạt chỉ khmê chầm nón cao để sao ta dụ dương cứ khmê khmê đôi khnì bàn tay còn là ta ca sờ lạnh bữa xuân thì dương sờ lạnh cứ dương phơi tử chân pi nhóm phơi môn ở thế hoa nhóm bạn phơi môn chân nhóm bạn khai chỉ điểm cho bon cái đôi chỉ nẹ đài bàn phơi chân nẹ đài quạt phơi khang khỏi tiệt mà tha chi tụi bây chưa quạt ở dụ trần trên nhôm rưu môi có quạt ở comment trên nhôm này cứ chọn lược tất chất ở quạt phơ nước không bị say đi ở ban can tài tràn sắp chất á chân này lơ thay vì ca to luôn anh tích tuổi có mà vì trần lực lục hoặc là dương ở lại thôi tự bán á nè còn ta dương thôi đây cái đây sẽ là nhá à vậy để dương từ tôi ban mà với tụi bây chỉ ban tích tuổi té vì chỉ cái đây sọc bà dương chân dương thôi tới room chầm này tích mà đo mình tích mà đo tặng ác nia dương ngày khỏi tới dương và các chị ban là vậy mối đài ác cha xem mẹ tay hay để sai nơi không bị say nơi anh dạy bàn tha mới tới vì ở sơ lịch thay lôi bàn tay viên miên sẽ là sầm khăn mình tên sầm nhạc bà tê chân ở tay tay tại tụi xong tại đó là nè đại quạt mình chung đến phần này nâng xô mài quạt sắc xa 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 chơi điêu ở căn tại chấp bạc nơi không bị say và bà thoa dưỡng bầu của rùa mình tha cái hát bộ rán mình trao xa máy áp hiệp vọt chẳng ngân á nâng ngay chân dương ở thơ bài mách áo bà tê dương căn tà ri châm rán lãng tư nâng không bị say mùi ni phong đài ở cơn chân bò mây phong đài cử rương là lãng ca xâm phục xa máy đài bái khăn ri rô bằng dương cầm phung khổng để bàn ra chân á lãng dạng dốc chất tốc đạn bì nét chung nghiên chân này một đài bàn đạp bí phra cua chốt đồng nàng khát ở bằng dương phong đài rách chân á mốt đòi cấm xa môn cắt đê nâng rít trong chốt đòi cấm xa môn